Buổi sáng mấy chú cháu mình sẽ đi bắt đuông dừa các bạn. Bây giờ mình ra bắt đuông dừa, mời các bạn theo chân của mình để trải nghiệm bắt đuông dừa cùng với lại bác và mấy đứa cháu nha các bạn. Bây giờ Thịnh với chú chuẩn bị bắt đuông dừa nha các bạn. Không biết có hay không nữa, mới phát hiện cây dừa có nó chết bị đuông ăn. Cái này mà chịu có là nhiều à. Có rồi, hồi nãy tách ra thấy nó bò nè, nó nằm ngoài đây con nè. Nè, tự có con già luôn. Đâu rồi? Con già bỏ đi. Con này già luôn rồi. Ừ, còn con non nằm đây nè. Chui trống rồi. Chui hắn rớt ra kìa vậy. Đầu lên trung dương một con này các bạn. Nặng cha quá. Nó xịt sữa. Bây giờ hai con các bạn. Chuẩn bị bắt con thứ ba các bạn ơi. Mới rút vô. Nó rút vô thì nó đây kia đó. Nè. Đó. À, đây. Nằm ngoài luôn. Lụm tim. Không dám lụm. Đây, một chú nữa. Được. Rồi còn con. Muốn không? Muốn. Ôi, cái này già trơn. Bò. Bò ra. Đây. Đây. Con nó còn mới luôn vậy, non kìa. Đây, con này non nè. Dạ. Ôi, ôi. Cái đầu con chắc. Chúc con được ăn. Đây, con non này các bạn. Non lắm không mấy bạn. Mày béo lắm mẹ ơi. Béo lắm. Sao nó bé. Con nãy cho con cầm mày. Nè, dám không? Ủa. Lấm sao? Lấm. Mày cố gắng tay câu được. Bỏ vô làm gì vậy? Bỏ vô đẻ nó. Bỏ vô con, đẻ lắm. Đây. Cầm lại đi, đâu có cắn. Đây. Ừ, rớt lẫm sao? Đâu? Này các bạn. Này. Tao cũng ớn nữa đừng nói ai. Ngon với bộ. Hello mọi người. Wow. Wow, bà Lem. Hello mọi người sao? Hello mọi người. Có chị sau cũng đi bắt đuông dừa này các bạn. Chưa bắt được, để nó chặt ra mới được. Đi nó bể, đánh ra chút. Đó. Đúng rồi. Sáu tuổi không sợ sâu các bạn ơi. Đuông dừa, đuông vọng sâu gì cũng bắt rau. Con 8 tuổi mà. 8 luôn hả? Dữ vậy hả? 8. Nó sao bắt đi sao? Bắt đi sao? Lấy đi sao? Nó chưa lấy được. Thư lư. Giờ lên vô này, giờ là chưa thành coi. Cầm cái sao cầm lên. Dạ. Cầm lên đúng vừa lên. Cầm nó vô lên coi. Wow các bạn ơi, 8 tuổi bắt đuông dừa. Đâu, mố lên đọc lại Bình Dương. Này các bạn,
cái bà dừa ra là đu nó bò ra các bạn. Nó động lên. Bắt tiền, bắt tiền. Đây nó giật như cái tay luôn đó. Lỗ chưa lủng lỗ là nó còn trong. Nè. Đâu? Nè. Dạ. Cái ruộng hay quá. Ruộng xong cứ nhắc. Đưa ra con cầm đi. Bắt gỡ ra. Gỡ ra sao? Ơ gỡ gỡ quay quay cho Thịnh ngó cho Thịnh nè. Dạ. Nó ngó cho Thịnh này nó gỡ ra. Ồ. Nó rớt rồi. Heo mọi người ơi. Mọi người ơi. Lỡ từ từ các bạn. Tức là nó ngon mà ăn cực lắm cho phải dễ không. Bởi món này là bán mắc tiền phải rồi. Bay đi. Rồi, sâu mê luôn rồi. Anh ái nè. Hello. Rồi, con này còn non nhéo. Quá trời. Trời của nghe ta. Đây, đây nữa này các bạn. Quá trời các bạn ơi. Ê, bỏ, anh có bỏ ngay cái đầu nó. Cắn là sao? Lấm nó đi. Ở dưới bò ra nữa kìa. Hai con lưng đó. Ôi, ôi, hai con, hai tay luôn sao? Hai con. Ôi, chui vô. Chui, ôi. Qua cờ các bạn ơi. Nè. Cầm lại lẻ đi sao? Có cứ bắt đi. Ừ rồi 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 con dơ vậy đâu có Thịnh đâu có thấy. Nè. Đây. Đây nữa nè. Ấy. Con 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 con. Ngon quá thì ngon mình. Này các bạn. Đó. Phủ đại đi sao? Đó. Wow. Xong mới đẻ nữa nè. Dạ con không? Đẻ chưa lấy tay ra tôi bươi coi. Bé sầu 8 tuổi bắt đu dừa các bạn. Ôi ơi nó đun tùm lum luôn nè. Hàng hà dưới á. Nghe tới ổ rồi. Ở cái này nè nè. Còn cái kia đó nha, hàng hà trong đó. Nó chút 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 á. Nè. Nè. Nè nè. Nè. Đó. Sao? Hai bà con luôn, thằng Hà luôn. Nè nè. Con phủ nó đại con chụp lại đi sao. Ồ. Nó sao? Thằng Hà ở trong kìa, không lụm lụm đâu đây. Đúng. Nè. Ồ vô mới đẻ thằng Hà luôn. Ủa sao anh đẻ một trắng vậy? Con này sao? Quá trời luôn các bạn ơi. Ồ. Ồ ồ ồ. Xích ra đi. Nè đây nè, lú đầu nữa. Nào à. Nó. Ồ. Oh. Wow. Ừ. Quên cái đầu nó. Wow, trời các bạn ơi. Chung giữa cái đầu. Đầu luôn. Đầu đầu tiên. Ồ, oh, thôi sao ơi. Đầu đầu tiên. No luôn sao ơi. Ơi, thằng có chả chả chứ. Ồ. Ồ. Lên lên còn đây nữa. Rồi. Nè nè nè. Nè nè nè. Đó, bò lên nè, bò lên nè. Ồ, nó còn bò lột cổ. Wow. Từ từ để mọi bữa trời con không biết con làm nó dập. Dập hết rồi. Nè, nè. Wow. Ông quạt trống luôn á. Nàng giữ ngay giờ cũng. Bởi tụi nó nói hâm đặt lỗ tai nghe ẹt 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 trống là nó còn. Nè nè. Con nhỏ mới đẻ. Trong đây lên đây nè. Này các bạn. Hai ông cháu bắt đun dừa các bạn. Cái này giờ phải bữa xuống thì được. Nó bắt được rồi nó rút thuốc dưới. Chặt xuống khúc nữa. Chó nó còn ngon.
Ui. Ồ, quả trời, bé con, sâu. Con này cũng biết cắn nha. Cái bắt ổ để lượm ra vớt từ từ nó lòi ra mới chặt được, để chặt lại nó nát ổ nè sóc ở dưới nó chui lên nữa. Oh, wow. Từ từ để dập nha. Còn lên đầu luôn, nó còn nhiều lắm mẹ ơi. Thôi nhúc nhích. Nhiều quá. Quá trời các bạn ơi. Giữa cái thằng dừa quá trời luôn. Lấy đầy này luôn, lấy hiêm tô nữa không dụng. Đó, quá bé sầu bắt, bắt liu lo rồi các bạn ơi. Mê luôn. Quá. Bò lên đùi nụ luôn á. Bò lên một đống luôn mà. Mấy con này chưa dai. Dừa này dừa đúng lúc. Dừa đúng luôn. Đúng luôn. Đúng lúc nè mình đang. Dạ có mấy con. Chắc mấy con mẹ đó. Đúng lúc là mình đang thèm. Ừ. Đúng mình đang thèm hả? Mày thèm chứ tao thèm không nổi rồi. Wow. À, con nằm ngoài, bò ngoài kìa. Cỡ nó. Đây nữa nè, nó còn nhúc nhích đúng rồi. Dạ. Wow. Đây này các bạn. Quá trời quá đất rồi. Cái này ăn người tôi hết 5 ngàn. Để bỏ ra. Ú. Còn mấy đĩa. Ồ. Đây. Cái đầu nó nằm mấy bạn. Anh ơi. Nắng của nó hơi cháy ánh sáng nha các bạn. Ôi dạ. Hả? Đứa này bọn ai cũng chạy mất kiếp. Trời. Anh hai, chú anh hai ăn không? Đây, tay sao? Cầm lên. Oh. Wow. YouTube. Wow. Các bạn, đúng đây ra rồi. Các bạn. Đây nè. Sao sao còn nữa kìa sao? Đây này sao? Ok. Mồi ra được rồi. Oh. Yeah. Yeah. Chung lên nè, cậu nè. Không nè. Đó. Sâu. Đó sâu. Thôi ở dưới này, dưới rớt luôn bây giờ thì sao? Bước xuống. Rồi. Đầu. Qua trời rớt con nhỏ nữa, con nhỏ nữa. Con nhỏ nè. Anh nãy chặt hết cây dừa có quả mình luôn à. Chặt hết luôn. Sao rồi nhiều không? Đu dừa nhiều không? Dạ nhiều. Bắt một tô luôn hả? Dạ. Con tưởng một tô sắp không luôn á. Mấy bác cháu của mình đi bắt đu dừa hồi nãy giờ cũng hơi lâu rồi các bạn. Dạ. Chặt hết cái đu dừa, cây dừa xuống rồi. Bây giờ hai bác cháu mình vô các bạn ơi. Chế biến ngon ăn. Vô ăn. Rồi đi vô. Ông nội cầm. Sáng giờ mấy chú cháu với bác rồi đi bắt đu dừa rồi các bạn. Thành quả của ngày hôm nay các bạn ơi. Gần một tô đu dừa các bạn. Wow. Nó rất là ngon. Con nghe nói cái này nó rất là béo. Đuông dừa này các bạn. Đuông dừa này bắt hồi nãy bắt cháo với mấy đứa cháo bắt hả? Đó, rửa sạch rồi mình chiên nước mắm nha. Ừ. Quá nè. Nó y chang con sâu. Mấy em nó bò thì lủng lủng luôn phải không? Y chang giống chú của mà chừng hai một tạ. Thấy bé sâu bắt này các bạn. Mập lù toàn do các bạn ơi. Đây con thích ông hai dám ăn.
Vớt ra, vớt ra. Vớt ra thôi. Ra thôi. Đó. Nó có cắn không thịt. Vớt đại nhiều vô lẹ. Lấy ơi. Vớt quay hết chứ đâu. Quay lên rồi tí. Để miếng mắm vô nha các bạn. Con tưởng đổ vô một chồng chứ. Miếng nữa đây. Rồi tắm em đó. Tôi một ngọt vô các bạn ơi. Miếng nhậu luôn mấy bạn ơi. Không phải dùng chiên. À, cho mẹ có nước mắm. Qua. Wow. Rồi giờ bắt chảo lên. Đi. Chảo đâu? Qua wow, mình có hôm nay mình có được mình mới các bạn. Mình chỉ 8 tuổi. Lại nói 6 tuổi có bị nhằn quá các bạn ơi. 8 tuổi rồi mà 6 gì? Thôi rất xanh mà. Thôi rất xanh mà xác. Mắt im lỏng liền. Ừ, đuôi. Thôi đừng có phá nè, đừng có phá. Sao nói sao nè, nên đây bạn xong rửa sạn để cho bác Thịnh chiên vừa với các bạn. Nói rồi. Sao quay lên cho nó coi. Dạ. Con rửa xe làm gì? Con rửa chiếc xẹn cho bác Thịnh chiên luôn dừa. Wow, vậy mới được chứ thầm viên của Thịnh mà. Bây giờ chiên đủ vô nha các bạn. Bỏ vô các bạn ơi. Ô. 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 Bà lem. À. Xăng lại không? Đây. Vậy là nhiều lắm rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Nhiều rồi ăn 2 năm mà chưa hết. Có lấy gì chấm không? Wow. Ôi. Ừ. Wow, các bạn ơi. Ngon quá mọi người ơi. Đây. Đây là mình chuẩn bị huấn luyện thợ nấu mới nha các bạn. Có giỏ trợ với là Thịnh để làm những cái món ăn ngon để các bạn thưởng thức cùng với là Thịnh với lại em sau nha. Thợ nấu sao thợ nấu? Ngày 5:49 thợ nấu. 5:49 ha. Rồi. Mình giúp thợ nấu rồi hầu phải ăn thử ngon hay không nha. Ừ. Biết ăn không hả? Hỏi gì? Dạ dạ. Bây giờ mấy cái viên dừa của mình nó phồng lên như đậu phộng các bạn. Nó phồng lên là nó chín. Cái phồng nó mới chín. Ừ. Mình không có một cái nào mà tới được gì vậy? Tới công chuyện liền. Ừ. Vậy? Wow, mẹ ăn hồi no luôn. Ngon quá mọi người. Hồi nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi cha mình có làm một lần ăn các bạn. Tới bây giờ mình nay 4 mấy tuổi mới được ăn loại món này các bạn ơi. Con ăn có 2 lần. Lần ngày hồi trước đây. Ờ, cho con ăn. Cái này cái đồ là cái gì? Ăn cô hủ dừa không à? Ngon quá rồi. Bé rồi. Để lăng này ăn cơm luôn. Ai? Không gì hết. Coi lăng mặt chữ hết.
Không ăn đi đi. Rồi. Ô, sao nó sạch. Nó tem hét rồi. Rồi. Các bạn, chiên đường một dĩa nhỏ nè các bạn. Quá. Wow. Bây giờ ngồi xuống. Nào. Đưa ra nè con. Dùng thử cái món này coi. Đây. Cùng giờ các bạn. Chiên nước mắm mà các bạn dùng với nhóm của Thịnh nha. Yeah. Không? Dạ. Bóp tay luôn đi. Dạ. Wow. Tiêu. Nước gớm nha, cái đầu luôn ngoài. Ngon ngon không? Cảm giác sao nó ăn sao nó béo, nó mặn, nó lạc sao được chứ? Nó lạc. Trời lạc có béo. Lạc béo mà. Ủa béo mà. Trời nóng. Sao ăn coi. Quay em sao ăn ngày sao đây. Cực khổ sáng giờ coi sao. Cực khổ sáng giờ coi sao. Sáng giờ con quá con chết. Cực khổ tạo mình chết luôn hả. Mời các bạn nha. Ngon quá. Nóng gì. Ừ. Vậy là mắm không. Mấy người tham ăn mới nói vậy. Nãy chú chuyện vừa không dám nó mắm nhiều sao mà ăn. Mời các bạn. Ăn sao? Chợp, chợp cái tay sao? Ngon thịt nước béo. Nó ăn còn hủ dừa con. Nó mềm. Đây ăn hoài. Wow. Ăn còn ngán dữ nè. Dạo. Nó phải em đi. Ngon quá. Hay dùng đổ đi cháu. Quá. Wow. Béo. Nó béo kìa. Nè, đứt rồi. Sao coi, làm coi. Bóc luôn đi coi, coi đũa. Bóc luôn. Rồi em sau thưởng thức coi coi sao. Sao? Chỉ đó là đi mua không đổi chứ không phải chơi đâu. Nó nhạt. Nó hơi nhạt nhạt. Gà luôn. Không thể nào tả được. Chứ một hai ba năm sau chưa có để ăn rồi. Hiếm lắm mới có bây giờ bị đun ăn rồi để mình lấy mình ăn thôi. Áo ngoài nó hơi mặn mặn, áo ngoài ở trong nó béo các bạn. Béo còn hơi nước cốt nữa. Nước béo, nước cốt. Leo lấy cái ca cô. Cái ca đập đá, nãy cái ca nãy đâu. Ăn cái này còn hơn là uống một lít sữa nữa. Thấy không? Có gì chấm không? Ngon còn chấm. Còn thấy ngán hả? Ngán tới lộn. Béo quá. Ngon quá, ngon quá. Cần hết. Rồi, ngồi vô ngồi đi thôi. Mấy đứa cháu nó ngán quá béo quá mấy đứa cháu không nổi các bạn ơi. À, bữa nay thịt mập lúc luôn rồi. Ở cái mình đó đâu chị? Mình đó hả? Mạnh sức rồi. Như dầu dừa. Chiên ngon này chiên. Nước mắm vô ngọt rồi chiên á. Không. Tin ăn không tin? Nói nó chịu à? Ngán cái gì? Lâu lâu không có được ăn mà ngán cái gì? Béo không? Hàng cái gì là
nhỏ có 5-6 tuổi là chú Thành ăn có một lần, không còn hai con giống được nhiều nữa. Mấy người lớn ăn giờ là mới ăn chính thức nè, 41 năm mới ăn chính thức lần đầu tiên. Hôm trước con sơ mẹ là mẹ con nó sợ không có nhận ăn luôn. Nhận luôn hả? Này sao ăn này trắng trắng này, nó béo này, ngon này, non này, không ăn quá béo quá. Ê Yên, ăn mạnh dạng vô, ăn gì đâu mà không ăn. Chú Tịnh ăn nghe nghe không? Nít rụng rồi. Thằng Duy này lâu lắm mới gặp nghe các bạn. Chỉ thôi mà đau mắt tới nay. Thôi chỉ là ăn khế. Thôi chỉ là ăn khế cho cháu mà. Quá trời béo ngon. Tịnh miếng khế. Ít ăn cái này ngon. Chậm hết đó chậm nha. Anh này sao? Nha. Ông ơi. Ngon lắm. Béo. Béo quá. Con Tình sáng giờ bắt quá trời luôn, giờ ăn ngán rồi hả? Béo ngán hả? Cái này xin thề vậy. Thật ra một con nữa là xin phép được kết thúc video tại đây nha các bạn. Mong các bạn có yêu mến kênh Tình Tham Miền Tây thì hãy cho đăng ký một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Để có động lực Tình để đi làm một cái kênh nữa. Bye bye. Tương lai sẽ làm một kênh phụ nha các bạn. Bye bye. Bye. Bye.